Chào mừng các bạn đến với kênh của mình nha. Trận này mình chơi mộng phù thủy. Spawn ở cái đoạn này thì đi về phía giữa map sẽ có người này. Team này thì có con 3m là mình không dí được nha. Tại vì mộng phù thủy mà dí 3m thì chắc chắn là uống xong được rượu rồi. Vậy cho nên là mình sẽ dí vào một người khác. Ủa gì vậy? Đào vàng này thấy debuff mà không thèm chạy luôn à? Người, nó có 5 châm mà nó đâu có sợ. Ok. Nói chung là mộng phù thủy mà không lấy được hit đầu tiên một cách dễ dàng cũng khá là mệt. Vậy thì mình sẽ đổi mục tiêu nha. Bây giờ là mình có chó rồi, mình sẽ thả chó để bắt người thứ hai. Ôi dồi ôi, 3m à? À đây đây đây, bắt vào chủ tế dễ hơn. 3m thì không bắt được đâu. Bạn này không đục vòng luôn hả? Nếu mà đục cái vòng là mình hơi khó trong việc thả chó. Nhưng mà mình kéo được đệ đến và bạn ấy chạy cái đường dễ ăn hit. Mặc dù là như thế nhưng mà các bạn thấy đấy, nãy giờ mình bị câu thời gian khá là nhiều. Đây là con đệ của đầu vàng, mình cho nó chạy quá tầm đi để nó kéo về. Chủ tế chạy đâu rồi, trời ơi, chạy nhanh quá. Đúng là đi QM mà gặp những cái team kiểu như này bắt người đúng mệt luôn. Nhưng mà cũng may là bạn ấy chưa heal được vòng. Ok, bắt luôn vào đảo vàng cũng được. Tại vì đằng nào cũng có vòng support. Rất là mệt. Ok, xong hai máy rồi. Mình sẽ thả tiếp chó bằng con đệ này để con ký sinh của đào vàng đi đến rồi mình dùng con đấy để đánh luôn. Ôi ôi, từ từ thôi. Con này lách chó tốt thế nhỉ. Ui rồi, cả đấy mà đi vào được cái vòng là mình thua. Thì quả bu luôn kìa. À, đào vàng ôi rồi ôi, skip được chó luôn. Vậy nên mình tiếp tục phản đối mục tiêu. Đào vàng bạn ấy sợ con đệ hay sao, bạn ấy cứ chạy vòng vòng hoài đến mức bị quả bu kìa. Bây giờ mình phải đối Blink để bắt được người luôn. Quá mệt mỏi rồi. À, không cần Blink. Ok, vẫn sách kịp. Đây là con đệ của đào vàng. Sách xong thì nó sẽ chạy về cái hướng của đào vàng và mình có thể điều khiển lại để mình treo ghế. Hoàn toàn ok. Rồi, treo kịp. Bây giờ mình phải ký sinh lại vào 3m. Còn có 2 máy thôi kìa. Nói chung mộng phù thủy bây giờ thì không còn jump scare được như trước nữa. Khả năng kiểm soát thì vẫn còn nhưng mà không dám scan mình từ trước nữa. Mình cam xa được nha. Mà để cam xa được là các bạn chết rồi. Trời ơi, không đi qua cái ván chạy lần này. Ờ thì đằng nào cũng chết, tại mình có một con đệ bên kia nữa. Lật kèo là đây chứ đâu. Phòng phù thủy này mình cộng mắc vào 3 điểm hồi đòn nha. Là 3 điểm hồi đòn khi có người trên ghế. Chết, trên này gần ghế không có đệ. Mình phải ký sinh lại. Ôi sao nó kẹt kế à. Bên chủ tế cứu 3m có 6 giờ. Cho nên là mình chuyển sang đây đánh vào bạn Dancer này thì sẽ không có 6 giờ nữa, bạn ấy cục luôn. Nói chung là chơi con mộng phù thủy này mình phải cũng khá là nhanh tay ý. Vậy cho nên là mình không có nói kịp. Mình không có nói kịp. Ồ, 3 người ở đây luôn. Chỉ có chủ tế là người đầy máu mà chủ tế vừa đi qua vòng xa rồi. Vậy thì không ai cứu được hết á. Trời, trận luôn, lật kèo rồi. Ok, bạn mình sẽ đi qua ký sinh.
Hai người kia chắc là ở đây. Rồi, cả team nửa máu làm sao chơi lại con mộng phù thủy. Các bạn ấy phải heal nhau đấy. Không sao. Có ký sinh đến ngay đây. Nói chung mà mộng phù thủy mà cầm mắc ba cái nhánh hồi đòn khi mà có người trên ghế á, đánh cực kỳ thích luôn. Bên này chứ. Cái map này mình chưa có thuộc hết ý, cho nên là thỉnh thoảng mình vẫn bị mình bị lỗi vì mình không có để ý được cái chỗ nào là con đệ ở đâu. Nói chung là sẽ có nhiều trận đấu mà mình bị loạn não ấy, không thể chia não ra để xử lý hết tình huống được thì mình rất là dễ thua. Ok, đào vàng bên này nửa máu nè, hết 500. Ui, mình bị quá tầm rồi. À đấy, 3 mét. À có ấn rồi, 3 mét đang còn ấn. Chưa gỡ luôn hả? Ok. Giờ mình sẽ xài hai đệ để ép góc. Ê, từ từ, đừng chạy nữa bạn ơi. Rồi. Mất cái bờ lên. Còn rượu à? Thôi được rồi, mình sẽ cho con đệ này đi xa. Bây giờ mình cần tìm hai người kia. À chết, bên này chứ. Đi theo luôn. Map này rộng quá nên là xử lý cũng hơi mệt. Hai người kia đang hưu nhau. Ôi trời ơi, bình tĩnh chút nào. Giờ lại phun máu hết rồi. Mình xử lý đạn đấy không tốt. Có cái dấu tay ở đây. Bên này là có người đây rồi. Cả máy nha, còn hai máy này. Hai máy gần nhau luôn này. Máy bên này của chủ tế này. 3 mét vẫn đang còn ấn nên là không, mình không mất dấu được. Nhưng mà chơi con này các bạn vừa phải nhanh tay vừa phải nhanh não, khá là mệt. À, đây là cái cửa sổ có thể bị phá. Nghĩ là mình nên cam máy thì hơn. Đây, mỗi con một máy. Các bạn ấy cũng giải dư máy luôn mà. Ủa rồi, gì đấy? Chú tế bị gì đấy? Sao tự nhiên lại lao thẳng vào mặt con đệ này? Rồi bạn, lỗi. Chú tế lỗi nặng luôn. Phi thẳng mặt vào Hunter. Bây giờ mình sẽ qua mình ký sinh lại. Ok. Mình không dám sách chủ tế bằng cái con đệ của 3 mét. Tại vì mình sợ là 3 mét đã gỡ ấn 99 rồi. Mình sách lên là bạn ấy sẽ gỡ nốt ấn luôn. Nên mình phải tạo một cái ấn mới để sách chủ tế lên và treo về cái máy này. Ấn gần xong rồi nha. Thấy chưa? Đó, 3 mét rửa xong ấn rồi kìa. Vẫn tiếp tục đập cái máy này hả? Mình chưa có ký sinh lại nữa. Máy đây xong rồi. Ôi da, cái này máy cuối. Rồi, 3 mét về này. Ôi, đổi đệ chậm quá. Rồi. Quả đấy mình nên sách bạn đào vàng lên rồi sau đấy mình mới quay về đánh 3 mét thì sẽ hợp lý hơn. Nhưng mà mình bắt không kịp. Mình bắt không kịp. Rồi ôi, nhá bờ lính rồi bạn ơi. Đây là con đệ chính của mình. Hiện tại thì các bạn ấy vẫn chưa mở cổng được đâu, vẫn còn dấu tay ở đây. Mình phải ký sinh lại một con lên 3 mét. À, chết bay luôn rồi. Bay luôn rồi à? Thế
thì giờ chạy theo con đệ bốn của chủ tế này. Ok, để check xem cổng bên này có người mở không. Đây đào vàng đây. Bắt được một người nữa là thắng rồi. Ơ, đánh trượt ý á. Trời ơi, con đệ của chủ tế bực ghê ta. Ok, bây giờ có thể là chủ tế phải đây, mình vừa mới nói là phải ra mở cổng. Bạn lại chạy thẳng vào mặt con đệ của mình rồi. Mình còn Blink nha, con này còn Blink. Bạn đã hết vòng chưa ta? Đã thấy đục hai cái rồi. Rồi, chết đi. Đào vàng còn ấn, lần này mình thắng 4 được. Ok. Mấy tên nữa có Blink nè. Xác lên treo đã. Bạn kia không mở kịp cổng và cũng không có hầm ở đấy đâu. Nó vừa linh rồi nha, nên là đạp vàng chắc chắn là sẽ không sống được. Bạn bảo cổng thì chưa mở, hầm thì không có ở đây. Hầm có ở đây không nhỉ? À không, cái Blink rồi. Cái cửa sổ ở đấy đã bị đã bị mất rồi. Trời, trận này mệt mỏi quá. Đoạn cuối trận xử lý hơi mệt. Cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Bye bye. Thank you.